thứ bảy tuần thứ sáu thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 9 từ câu 2 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Các môn đệ đã tỏ ra hạnh phúc khi chứng kiến vinh quang của Chúa và mong muốn được hưởng kiến điều này luôn mãi khi đề nghị làm lều cho Chúa. Vì thế Phêrô mới thưa: Nếu Thầy muốn, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Lều theo truyền thống Do Thái, thiên đàng được tượng trưng bằng lều vĩnh cửu hay nhà tạm đời đời. Họ cũng tin rằng vào thời sau hết, Thiên Chúa sẽ ngự giữa dân người trong lều vinh quang. Có lẽ Phêrô khi chứng kiến Chúa biến hình thì nghĩ rằng đây là thời cuối cùng, nghĩa là đã đến lúc Chúa khai mạc thiên đàng ngay trên mặt đất. Vì thế mà ông muốn làm lều để hưởng hạnh phúc cánh chung. Nếu Thầy muốn, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Thánh Augustino đã nói: Tôi hằng thao thức cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa. Cũng một cảm nghiệm như Phêrô, cũng một tâm tình muốn ở mãi, muốn kéo dài hạnh phúc bên Chúa. Và chính niềm tin tưởng và hy vọng được hưởng kiến vinh quang Thiên Chúa sẽ đánh đồng khơi dậy và thúc đẩy chúng ta nỗ lực kiên trì trong việc hoàn thiện đời sống để trở nên thánh thiện mỗi ngày. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì qua kinh nghiệm của các tông đồ được chứng kiến việc Chúa biến hình, thì chúng ta thỉnh thoảng cũng được cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa cách sâu xa trong cuộc đời, để Chúa nâng đỡ chúng ta khi phải hy sinh hay gặp thử thách mà vững vàng trên hành trình đức tin. Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con ngày một trở nên giống Chúa hơn, để chúng con trở thành dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa cho anh chị em. Và nhờ sự hiện diện đó, chúng con được bình an, được hạnh phúc. Amen.